với channel của Vèo. Và hôm nay là một video vlog mới nữa. Đã rất lâu rồi khi mà tụi mình chuyển qua phòng stream mới thì tụi mình không có show phòng stream cho mọi người xem. Mình nói là để khi có thời gian mình sẽ show phòng stream, nhưng mà tới tận bây giờ mình mới có thời gian show phòng stream cho mọi người. Thì hôm nay Mèo và Redwood sẽ show phòng stream 1 tỷ củ khoai cho mọi người xem. Mấy bạn cứ tính ra xong rồi bạn cầm cái số tiền đó, mấy bạn mua được tới 1 tỷ củ khoai hoặc là hơn. Nghĩ là hơn á. Hình như 7 ngàn. Nghĩ là chắc mua được mấy tấn chứ 1 tỷ đâu. Ok, trước khi xem video này thì mọi người đừng quên thả like và sub cho Mèo với cả team của Mèo nha. Và đặc biệt là bỏ ra từ 5 đến 15 giây xem video quảng cáo giúp nhớ Mèo. Nhấn like cái video này nha. Để cho Mèo có chi phí làm những video vlog và có tiền mua mì có tiền mua mì tôm ăn sáng. Bây giờ thì chúng ta sẽ review phòng cream 1 tỷ củ khoai của Mèo và Redwood. Xin chào mừng mọi người đến với phòng livestream của anh Redwood. Thế giới của Redwood Mèo. Cái này phải gọi là phòng livestream hay gọi là phòng làm việc? Tại ủa, làm việc livestream có khác gì nhau? Làm cái clip này tặng cho mọi người thấy chứ để mọi người tò mò quá. Mọi người hãy bắt đầu với lại dàn máy tính. Lúc đầu dàn máy tính của mình cũng là được mấy bạn fan quan tâm nhất. Thì này là dàn máy tính của Mèo. Đây dàn máy tính của tôi, để tôi review ta. Thôi để tôi cho. Ok. Để tôi là người review mà. Đúng rồi. Thì dàn máy tính của Mèo được sử dụng cây cao ga, cây này khá là đắt tiền. Là ước mơ có biết bao nhiêu bạn trẻ. Đâu, cây này có vài triệu bao nhiêu. Thì vài triệu mắc tiền mà nói. Cái này sử dụng vẫn là mấy con men cũ nhưng mà sử dụng được con chip i9 9900K, RTX 2080 Ti. Không còn máy 60X triệu mua XG nữa đâu nha. Giờ là máy này tầm gần 100X hoặc là 100X ngoài. Wow. Thì RAM là RAM 32GB, chạy full LED, dây LED màu hết, mọi thứ là bla 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 màu hết. Thì con này được custom rồi, thì Mèo á không có tiền cho Hot Toy. Mắc cười không quá à, tại tôi chẳng cái con này nè. Chẳng qua tôi không có thời gian đi mua thôi, tôi muốn đi mua mà chưa có thời gian nên tôi mua đỡ, con nó treo lên cho dễ thương, được không? Thì đây là màn hình máy tính của Mèo vẫn là như cũ. Thì bằng phím vẫn là như cũ, không biết là Mèo có thay đổi bằng phím trong tương lai không. Nhưng mà nó vẫn là Razer hồng đó bạn. Con này tôi hề em luôn á. Cái dàn bàn phím này tôi xài nó cũ quá mà trời, tôi chán muốn chết luôn rồi đó. Tôi đã mua cho tôi được một cái bộ bàn phím mới, nhưng mà bàn phím đó tôi đã chờ 6 tháng rồi mà nó có chưa giao cho tôi cái đồ lót chuột của nó, cái bàn phím đó nữa. Nên là tôi chưa có hai vô được, không hiểu không? Tôi đang chờ cái lót chuột. Nhìn ghế của Mèo hồng toàn. Ủa du di kệ hồng kệ cha, tôi chứ bộ màu hồng có tôi có lỗi với ông hay sao? Ba đeo cái vòng hoa nè. Cái đó là tôi mua lúc lên trung thu đó, đừng có phá của tôi. Chiếu 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 vòng hoa này có đèn nữa mới gắt. Ủa vòng hoa tao thấy cưng vậy mà chê. Không, vòng hoa tao đẹp vậy mà chê. Cái này là đồ của Mèo á. Bây giờ đến với thùng máy của một người VIP Pro á. Trời ơi, VIP Pro. Pro trong Minecraft thì sử dụng thùng máy gì? Người đáng sáng tạo sử dụng. Cái cây cũng có hơn cây của tôi đâu mày đặt. Thùng máy tông màu đỏ trắng là Redwood Red Metal các bạn. Wow. Metal với lại trắng kim loại. Ê sao giờ tôi mới để ý cái thùng máy ông nhiều màu, thùng máy của tôi. Tôi xịn hơn. Ủa. Thì nói nè, thì thùng máy của mình được tạo điểm nhấn bằng những em hot toy. Thì mấy bạn biết mấy cái con này là nhìn nó vậy thôi chứ nó không hề rẻ đâu, đây không phải đồ chơi các bạn. Đây là đồ chân chứ không phải đồ chơi. Thì mấy con này mỗi con tầm giá khoảng 6-7 triệu trở lên, lập lập la vậy đó. Rồi cái này là Thor Iron Man, bạn nào mà biết cái bộ phim The Avenger thì mấy bạn cũng biết em này. Thì vòng vòng cái dàn hot toy của tôi không chắc 5-60 triệu. Wow. Rồi thì thực tế đó, thùng máy của tôi thì quên. Chúng ta có i9 7 7000 mấy ta. 7900X. Tôi xài chữ X chứ mà chữ K. Chữ X là mắc tiền hơn. Nó phục vụ cho render nhưng mà tôi không có xài. Ông không render, tôi dùng render. Thích. Tại vì mắc tiền. Ok thì tới cái thứ hai là chúng ta có 98GB RAM, thấy không? Mở bên tôi có 32GB, ông 98GB chứ ạ. Tại vì tôi thích. Tại vì nó đẹp, nó có nhiều màu. Ông có RAM chỉ vậy, chỉ là cắm thì có đèn thôi, mày hiểu không? Ông cắm thì để cho có đèn thôi. Ok thì chúng ta có dây LED, full LED, rồi RTX, MSI, RTX 2080 Ti luôn. Con này cũng là... Con đó tôi tặng nha bạn, con đó tôi tặng nha. Mẹ cho anh các bạn. Ôi. Ok, thì chúng ta có bé cương thi trên bàn. Cương thi thì thường anh để nó đây nè, nó che lại. Nhưng mà bình thường á, anh để nó đây. Nhưng mà anh đang làm clip review phòng, còn nó xuống. Nằm đây vậy nè. Thôi nghe không biết hết nổi à. Không, để nó nằm đi. Lấy cái nón thịt thấy ghê quá, mà cầm Google, ban tôi nữa. Đúng rồi đó. Chúng ta có iPhone XS trên bàn là điện thoại của tôi. Chúng ta có thêm cái Samsung. Samsung này cũng là của tôi. Rồi Huawei đâu? Huawei đi khám rồi. Đưa con đi khám rồi. Bảo hành này. Chúng ta có Apple Watch Series 5 Mèo mới tặng anh. Thiếu iPhone 11 các bạn. Mấy bạn hỏi iPhone 11 của anh đâu thì anh nói cho bạn biết là cuối tháng này nó về rồi. Mình đặt FPT 1 triệu. Mình tưởng đâu là FPT sẽ giao sớm cho mình. Nhà bây giờ ai cũng có xài hết rồi. Mà mình lỡ cọc bên FPT rồi. Ta nói cuối tháng 10 người ta mới giao. Giờ anh đâu biết làm sao đâu. Làm là anh bỏ cọc anh đi mua ở ngoài. Đúng không? Bởi vì anh phải chờ cọc thôi. Phải chờ thôi. Ok thì xong dàn máy của tôi thì chúng tôi có ghế cao ga. Cao ga. Ghế dàn cây. Xong.
đây là bộ set của mình. Mình xài mic Razer cũng vậy, mẹ cũng xài mic Razer. Tụi mình hơi thích đồ Razer cho nên là thấy đa số đồ ở đây của mình đều là Razer. Mình xài tốt. Rồi tai phone SteelSeries không dây. Còn mèo là xài tai phone Sonic được bao nhiêu anh tặng sinh nhật? À, cái tai phone kia mèo chán mà mèo cho chị Panda luôn rồi. Okay. Cho nên là mèo lấy cái tai phone đó mình ra mình xài. Mắt kiến của mèo nữa nè. Mắt kiến của tôi đó. Ok, mắt kiến của mèo nhỏ xíu bạn. Đừng có phá hơn mắt kiến. Mèo khá là rẻ tiền, chỉ có 2 triệu thôi. Ok cha anh ta chứ mắt kiến tôi rẻ cũng kệ anh ta. Mắt kiến tôi là Drumhead. Kệ anh. Xong bên nhà máy tính thì chúng ta sẽ đến với bên đây. Nơi mà không bao giờ rớt cam. Không bao giờ rớt mạng. Không bao giờ rớt mạng. Thì đây là gì? Đây là nón gao đỏ. Cái nón này thì do anh gao đỏ tặng mình đó bạn. Và đây chính là quyền thoại của anh Red Hood. Cục wifi bé nhện. 10 triệu. Bé nhện, bé này dùng để chúng ta giao tiếp với nhau qua livestream với tất cả mọi nơi mà chúng ta có thể gặp nhau. Mấy bạn biết mấy cục wifi trên thị trường cũng có loại rẻ mà nó mắc, thì tại sao anh dùng cục 10 triệu? Tại vì anh thích. Ok. Tại anh thích xài cục 10 triệu. Đừng ngay ý kiến. Ok, đây có hot toy Lát Panther sẵn sàng chém chết những thằng nào dám đục vô cục wifi. Không, sẽ lấy cây tăm xỉ răng tọc đích đứa nào mà dám lại phá cục wifi. Cái tăm xỉ răng. Cái tăm xỉ răng. Thì Black Panther này cũng là hot toy luôn nha mọi người. Cũng là mô hình có thể nhiệt cử động được luôn nha. Có hai cặp vú hơi bự. Ok, thì ở đây đây là Panther. Rồi. Thì chúng ta có như vậy và bên đây có máy nước nóng. Máy nước nóng hiệu Cô Linh Thơm. Ok, thì máy này thách nước là mình chưa kịp thay nước nữa. À, mấy cái cây gậy này mấy bạn hỏi này là gậy gì thì không phải là gậy phơi đồ đâu các bạn. Thì đây là gậy để dùng để cảm biến của kính thực tế ảo. Thì mấy bạn biết là anh Red Hood có kính thực tế ảo của HTC. Thì thường thường á, anh tập thể dục thì anh đeo kính thực tế ảo vô, anh vừa tập thể dục anh vừa chơi game. Cái kiến này lâu lâu anh mới chơi một lần. Chứ là không có thời gian. Dạ, nó dùng để treo nón Burberry của mèo nữa. Đúng rồi, thì nó để dùng để treo nón hiệu của mèo. Sắp sofa. Đến với sofa. Okay. Là nơi tuyệt vời. Sofa này đẻ cái chân xuống cái sofa liền, tin không? Ok. Thì đây là sofa của mọi người sẽ nằm trên cái sofa này. Không phải sofa của mọi người, có mình bà Panda thôi, bà dành suốt cái sofa này luôn. Nhưng mà bà dành thì tôi sẽ đuổi bà xuống. Thì sofa này là sofa của mọi người nè. Đây là nơi ở đây khi mà mọi người buồn ngủ hay là coi phim. Là nơi chúng ta dùng để livestream nè, quay clip khui quà vân vân và lắp la rất là nhiều thứ luôn. Ở dưới sofa thì chắc chắn phải là quà của tất cả các bạn fan. Rất là nhiều phần quà mà tụi mình chưa có khui hết luôn. Càng ngày càng nhiều, nhiều quá tụi mình chưa có khui hết. Cho nên là chắc phải lâu lắm thì mình mới khui hết cái đống quà này luôn á. Ok, xong rồi tới sofa rồi thì chúng ta có một cái máy lạnh lúc nào cũng được bật 24/7, không bao giờ tắt. Không, 24/24. Thậm chí những lúc tụi mình đi về hoặc là đi ngủ hoặc là tất cả mọi thứ thì máy lạnh này đều hoạt động. Để chi? Để cho cái PC của tụi mình nó được mát mẻ, thoải mái. Nó để bảo quản được hot toy của tôi. Và nó bảo quản được cái đống này. Đó. Đây là đồ chơi của anh Rén Hút. Này là Hustbuster các bạn. Cái con này bự bự á. Hustbuster. Con này bự nặng 10kg. Cái con mà quánh hút á. Quánh hút á. Quánh hút á. Quánh hút á. Thì chúng ta ở đây có cái mình của Iron Man. Tại vì cái mình này nằm ở trong đây nè. Mà tôi mua hẳn một con Iron Man ra tôi nhét vô đây luôn mèo. Là trong đó là cái con Iron Man Mark 4 Max. Thì đây là Mark 4 3. Trong đây có mặt của Tony Stark. Ô, có thiệt kìa. Không có bà nội thì à, ok. Tôi tưởng là tôi biết rồi, tôi quên mấy con này luôn rồi đó. Xong thì đây là những cái hộp của Hot Toy. Hot Toy thì đây, tại vì mấy bạn biết không, Hot Toy á, cái hộp của nó cũng rất là quan trọng. Tại mình chơi thì mình cũng muốn để là những cái hộp để mình trưng. Nó đẹp đúng không? Nó có hình nè. Chúng ta có hình của Iron Man Max 50. Ok. Còn đây là TV. TV 82 inch không mua trả góp của Red Hood. TV này ở Tiki bán đang có giá là 104 triệu nhưng anh là người VIP, anh là điện máy xanh tự động, ta bán cho anh có 90 mấy triệu thôi. Anh không biết tại sao ta bán anh 9 mấy triệu nữa. Không, tại vì lúc đó là được gói quà tặng 10 mấy triệu luôn. Cho nên là cắn qua là nó còn lại có 9 mấy triệu thôi. Chứ cũng rất là may mắn. Ok, thì TV 5 triệu không mua trả góp. Okay. Chỉ có 82 inch thôi chứ nhiêu ghê vậy. Nó nghe nè, thôi. Mà tôi thấy cái TV này cũng rất là nhỏ luôn nè. Tôi ngồi ngay sofa ha, tôi dòm lại TV cho. Thấy không? Cái TV nó bự hơn tôi không nào? Tôi lòi ngay sofa, tôi dòm lại TV, tôi thấy cái TV nó nhỏ xíu à. Lần sau tôi nói cho ông thiệt luôn á, mua cái TV này còn quá nhỏ, phải mua cái TV nào á mà nó từ đằng ngay cái mí cửa đó nhà, nó dài tới cái tường. Rồi á, nó phải cao lên hết cái nóc nhà này luôn, thì lúc đó, ừ tôi thấy cái TV nó được hết. Ông mua TV nào mà 500 inch cho tôi đi, để hết nguyên khu vực. Wow, 500 inch chắc mấy tỷ á. Thì trên cái bàn của tôi, ở đây là một cái tủ luôn bạn. Cái tủ nhỏ, ở đây chứa gì? Chứa Nintendo Switch của cả team chơi. Máy PS4, hai tay cầm PS4. Đó. Và cái remote TV hình quả chuối. Không, nó có cầm đúng không? Ừ, đúng rồi. Alo. Đang cái điện thoại mini thì thấy đúng không? Nó sẽ ép đi cái mặt được.
Đúng rồi, rất là trơn tru và trần trần. Và cái TV này nó có cái chức năng gọi là bấm vô để nói chuyện với TV. Ê, mở cho ta phim Red Hood kiểu vậy. Ok, thì TV này nó hoạt động rất là tốt mà. Treo. Ồ, clip của tôi đó, kênh mèo đó, kênh mèo đó. Cái kênh này cũng là 1 triệu, 2 triệu view hết. Mọi người nhớ nhấn like nha. Để nhớ like nha. Top 1, tắt thịnh hành dính dịp mãi đời, cả đời. Ok, thì đây là cái hộp Red Protect. Cái hộp này dùng để làm gì? Móc ra chúng ta có cục gom. Gom này để làm gì? Bao vô ra dài, cục gom để chà dài mấy trăm ngàn. Trời ơi. Một cục gom để chà dài mấy trăm. Ok, đây. Tủ dưới chúng ta có mì gói. còn hai cái nữa ạ. Chỉ còn hai gói gì nhất. Còn hai gói cái này để ăn, nhưng mà mình chưa có ăn tới. Chúng ta có gì? Có dao, kéo, đồ đang đó là những nơi chúng ta thể dùng để mọi vài cái thứ để khui. Okay. Đồ lap la lap la. Có bánh, có đồ chơi, có keo. Có rất là nhiều. Đổ vô miệng mấy thằng khổng nghiệp. Kéo để dán miệng mấy đứa khổng nghiệp lại. Nó có bàn chải chà dài. Bàn chải cũng có rep rồi tác luôn, thương hiệu chà dài. Ok. Tới bàn chải chà dài cũng phải có hiệu nữa hả? Đúng rồi, phải xây dựng thương hiệu chứ. Ok, tới đây. Hay lắm. Ok. Chúng ta sẽ bỏ qua mấy cái này đi, này nhiều đồ quá. Tới đây, tới cái tủ. Trong cái tủ này có gì? Chúng ta có hộp của Nintendo Switch. Chúng ta có cạp karaoke của mèo. Cái karaoke chúng ta có gì? Một cái cạp âm thanh cũ của Red Hood. Ủa, bỏ luôn vậy hả? Tại vì còn xài được không? Còn xài được chứ, 3 triệu mấy nữa. 3 triệu mấy cái cạp đồ âm thanh của Red Hood. Rồi 3 triệu mấy em bỏ vô hộp tủ một cách nữa hả? Đau lòng luôn hết, không thấy tiếc thương nữa hả? Không, mấy cái này là mấy cái tem đồ hiệu của Toby. Tem đồ hiệu? Saint Laurent, Gucci, rồi Burberry, Balenciaga, tập la la la. Thì quá. Cái này chắc cũng không, chắc ngoài 100 triệu không? Chắc tôi nghĩ chắc 100 triệu, 200 triệu gì đó tiền quần áo. Cái này chỉ là tem giữ lại được thôi, chứ còn rất nhiều tem mà bị mất rồi không biết đúng không? Ừ. Mấy cái tem này là tôi bắt đầu sưu tập tem khi mà tôi thấy một người trên mạng up cái hình họ có quá trời tem Gucci á. Cái tôi mới sưu tập lại. Thì như dạ, cái kết là nó mất hết trơn rồi, còn có mấy tem. Áo này là áo Balenciaga nè. Áo này anh Sơn Tùng có bạn trong MV mới nhất. Bông. Biết khúc đó comment. Bông. Rồi, okay. Có vài dăm ba cái dĩa game, rồi sổ tay, rồi tay cầm đồ. Nói chung là đây là toàn mấy thứ của những game thủ không á. Ờ đúng rồi, vô trong phòng của mình không có gì ngoài game hết trơn. Tay phone đồ, bla bla đồ. Toàn là đồ của game thôi à. Các bạn thấy sao? Thấy phòng của anh đẹp không? Thấy đẹp thì comment cho anh biết. Ok, bây giờ đến ổ nào nữa ta? Đây là thùng của Hostbuster. Hostbuster và vài cái đồ chơi lặt vặt. Để mèo với chị Bata cho anh em. Ok, nãy giờ tụi mình cũng đã review xong xuôi và sạch sẽ cái phòng dream của tụi mình rồi mọi người ơi. Thì phòng dream tụi mình rất là đơn giản vậy thôi. Vừa bước vô chúng ta sẽ thấy một cái sofa. Ở dưới sofa là những món quà vô giá của tất cả các bạn fan đã gửi cho tụi mình luôn. Và thường thường tụi mình sẽ dùng chỗ này để livestream nè, ngồi ăn nè, quay clip review, blah blah blah, rất là nhiều thứ luôn. Và khu vực ở chỗ này thì mình sẽ để wifi, chứ không phải để đánh hút chỗ khác chơi nè. Để wifi và những cái thùng uống nước của tụi mình. Và rộng rãi ở đằng đây đó chính là nơi để PC. Hai con quái vật của căn phòng này để chúng ta livestream nè, quay clip nè. Tiếp tới đó chính là nơi để ông hút cất chứa những cái món đồ chơi của mình, hot toy, những hộp hot toy và nơi giải trí như là có PS4, Nintendo và một cái truyền hình 82 inch không muốn trả góp. Ok, và tụi mình còn kính thực tế ảo nữa, nhưng mà kính thực tế ảo á lâu lâu tụi mình mới bày ra cho một lần thôi, tại vì mỗi lần chơi dọn rất là mệt luôn. Mấy cái cây này nè, để đây các bạn thấy không, đã chấm chỗ rồi. Cây này dùng để treo cái cảm biến của kính thực tế ảo. Và xong xuôi, đây là tất cả những cái chi tiết nhỏ bé ở trong phòng dream của tụi mình. Có thể là những bạn xem tới đây, các bạn sẽ nghĩ là chỉ với những vài món lặt vặt như thế này thôi thì làm sao phòng dream của tụi mình có giá trị lên tới 1 tỷ củ khoai được, đúng không? Mọi thứ nhỏ đây thôi nhưng mà mắc lắm. Những bạn nào mà biết về đồ thì mới biết được giá trị thật sự của phòng dream tụi mình thôi. Tụi mình sẽ không nói giá chính xác để cho mọi người có thể đoán ra được. Thực sự thì nãy giờ tụi mình cũng không biết là những cái món đồ nội thất ở trong phòng này có được tới 1 tỷ hay không. Nhưng riêng về cái căn phòng này, mấy bạn biết không, căn phòng này không phải là từ trên trời rơi xuống, cũng không phải là tụi mình mướn, cũng không phải là tự nhiên mà người ta cho tụi mình. Và căn phòng này là do tụi mình tự xây. Bỏ tiền ra xây á mèo. Tự bỏ tiền ra xây chứ không mua, cũng không mướn, không gì hết. Tụi mình tự bỏ tiền ra xây, nó là của tụi mình tự làm nên. Thật ra không phải một căn phòng đâu. Tụi mình xây tận một cái gaming house mini ở đây. Và gaming house này của tụi mình thì nó khá là nhỏ thôi, cho nên là nó cũng không có đắt tiền lắm. Cái gaming house bé nhỏ của tụi mình khi mà chỉ là xây thôi nha, xây những cái căn phòng trống thôi thì đã hết là 500
triệu. Đó, cho nên lý do tại sao mà mèo nói mèo có một cái phòng dream 1 tỷ của Khoa là như vậy. Tại vì nội cái phòng, cái gaming house bé nhỏ của mèo thôi, tụi mình đã xây hết 500 triệu. Tại sao 500 triệu là tại vì tụi mình sử dụng những thứ mà tốt nhất để có thể cách âm một cách tốt nhất nè. Và sử dụng lâu dài. Ở trên trần tụi mình sử dụng rất là nhiều đèn ở trên đó luôn. Thật ra mấy cái đèn này cũng không có xài nhiều, nhưng mà tại vì tụi mình thích nó đẹp cho nên là tụi mình muốn là để gắn ở trên đó cho nó đẹp thôi. Căn phòng của mình đều gấp đôi người ta hết, cho nên là tới nỗi mà cái những người thợ xây cho mình đều ghẹo mèo luôn, nói là tại xây một cái căn phòng của con mình xây 2-3 căn phòng của người ta. Những cái cánh cửa gỗ bạn thấy không, trong căn phòng này thì có tới 1, 2, 3 cánh cửa gỗ, và ba cánh cửa gỗ này dẫn tới ba thế giới khác nhau, và mỗi cái cửa gỗ đó thì có giá tầm là 10-11 triệu á. Hay sao mèo cũng không nhớ, tại vì tụi mình cũng sử dụng một loại gỗ tốt. Xong xuôi rồi, thật ra thì tụi mình cũng định là đợi lâu lâu tụi mình mới review phòng. Nhưng mà các bạn biết tại sao không? Gần đây có rất là nhiều trẻ trâu cứ lên mạng bú fan tụi mình, cho nên là tụi mình mới quyết định là ổn định xong căn phòng rồi thì tụi mình sẽ review phòng cho mọi người xem, để cho các bạn fan biết rõ cái phòng dream của tụi mình hơn. Đây là phòng dream của tụi mình nha. Tụi mình dán mút cách âm đầy phòng dream luôn, dán hai màu rất là dễ thương, màu con ong vàng của Red Hood. Và có một chuyện nữa mẹ muốn chia sẻ với mọi người là gần đây tụi mình khá là bực mình khi mà có rất là nhiều người lên YouTube làm những video như là đi tìm nhà của mình, tìm phòng dream và tìm, nói tóm lại là cứ phải moi móc những cái chuyện đời tư cá nhân của mình để làm clip câu fan và bú fan. Cho nên là tụi mình rất là khá là bực mình về cái vấn đề này. Thật ra tụi mình rất là ghét những người nào mà cứ suốt ngày cứ đi soi mói đời tư của người khác. Tụi mình cực kỳ ghét điều đó luôn. Và nếu như mà những người đó làm những clip thật sự đi tìm được nhà mẹ hoặc là thật sự tìm được nhà Red Hood á, thì mẹ không nói. Nhưng ngược lại, những người đó lại cố tình lừa đảo các bạn fan của mèo bằng cách họ dùng nhà của họ hoặc là nhà của người quen. Sau đó họ vào đó họ quay một vòng rồi lấy cái hình của mình dán lên rồi bảo đó là nhà của mình. Các bạn hiểu không? Dùng nhà của mình, sau đó nói đó là nhà của mèo và Red Hood. Thật sự mình rất là bực mình về vấn đề này luôn. Nếu như mọi người là fan chân chính của mèo thì các bạn chỉ cần giúp mèo một việc thôi. Từ đây trở về sau, nếu như mọi người lên YouTube mà thấy những ai làm những video liên quan tới mèo, hoặc là liên quan đến Red Hood, hoặc là liên quan đến bất kỳ ai trong team Barret, thì các bạn hãy dislike và unsub nó cho mèo. Unsub mấy thằng trẻ trâu đó. Unsub nó. Các bạn biết tại sao không? Tại vì tụi mình rất ghét điều này luôn. Nó thật sự là bọn lừa đảo luôn. Suốt ngày cứ lấy nhà của mình ra, sau đó quay xong rồi bảo đây là nhà của mèo nè, dùng nhà của một người bạn hay một người quen, quay xong rồi đây là nhà của Red Hood nè, trong khi không hề có bản mặt của tụi mình trong đó, và đó cũng thật chất không phải là nhà của tụi mình. Còn nói là đi tìm phòng dream của mèo, tìm phòng dream của mèo thì lại đi vô một cái công viên hay là một cái nhà nào đại, một cái nhà nào đó, rồi nói là à, đây là đây nè, đây là ở cảnh bên ngoài nhà của mèo, là cảnh bên ngoài phòng dream của mèo nè. Nếu như clip này được nhiều view, mình sẽ quay cái phòng dream của mèo cho mấy bạn coi. What the hell? Con bướm giả dối. Một con bướm giả dối, đúng là con bướm giả dối luôn á. Các bạn là fan chân chính của mèo thì khi xem YouTube, mấy bạn thấy bất kỳ một cái trường hợp nào làm video mà liên quan tới mèo và Red Hood, các bạn không cần biết làm cái gì hết, chỉ cần đặt cái tựa đề là tìm mèo, tìm Red Hood, cái gì mèo, năm sự thật về mèo, năm sự thật về Red Hood, sở thích của mèo, sở thích của Red Hood, la, nó tóm lại là những ai làm video liên quan tới mèo và Red Hood mà không phải là thành viên của team Barret, các bạn hãy dislike và unsub nó thật nhiều cho mèo, dislike, unsub tất cả những cái người mà làm clip lừa đảo như vậy. Ok, bây giờ thì tất cả các bạn fan chân chính của mèo ơi, hãy nhanh tay đi tìm bọn lừa đảo và dislike, unsub nó hết cho mèo nha. Goodbye, hẹn gặp lại mọi những video tiếp theo. Và video tiếp theo thì mẹ sẽ bật mí một trong ba cánh cửa bí mật trong căn phòng livestream của mèo. Đây là cánh cửa số 1, còn đây là cánh cửa số 2, và cánh cửa đằng kia là cánh cửa số 3. Ba cánh cửa này tụi mình sẽ bật mí từ từ từng cánh cửa một. Và nếu như video này của mèo được 50.000 like thì mèo sẽ bật mí từng cánh cửa một cho mọi người xem. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Nhớ like clip của mèo nhiều nha. Và